Chào anh em nha. Chào anh em trở lại shop của Duy Kiều nha. Bữa nay Duy Kiều quay cái video này review cái bi đất. Cái bi này Duy Kiều mới vừa lấy về, nó là viên bi chính đó. Nó có màu nâu. Duy Kiều có ghi cái bảng giá cho anh em coi cho dễ nha. Đây là giá của bi đất nha. Còn giá bi sắt hồi Duy Kiều báo sao nha. Có giá bi đất nè. Giá bi sắt thì nó mắc hơn 20.000. Nói cái cho anh em dễ hiểu nhanh gọn thôi nè. 2 kg bi đất 90.000 bao ship, 3 kg 130 bao ship, 4 kg 150, 5 kg 180, 8 kg 290 bao ship. Ok anh em nha, đây là giá bi đất. Rồi tiếp theo đó là cái giá bi sắt. Cái giá bi sắt, bi sắt thì nó có bi 635, bi 7 và bi 8. Giá của nó thì mắc hơn bi đất 20.000. Thì theo cái bảng này anh em cứ cộng thêm 20.000 là ra. Duy Kiều lấy ví dụ luôn nha. 2 kg bi sắt 110.000 bao ship. 3 kg 150, 4 kg 170. Tức là ví dụ nè. Đối với bi đất 4 kg bi đất thì nó 150 bao ship. Nhưng mà đối với bi sắt thì nó 4 kg nó sẽ bằng là 170, tức là 150 sẽ cộng thêm 20.000 nè. Nếu anh em mua bi đất thì anh em sử dụng cái bảng giá này. Còn nếu anh em mua bi sắt thì cái bảng này anh em cứ cộng thêm 20.000 vô cái phần này. Ví dụ như cái này thêm 20 là ra 101 nè, 150 nè, 170 nè, 200 nè, 301 nè. Đó là giá bao ship. Ok anh em. Nè, 4 kg bi đất 150 bao ship nhưng 4 kg bi sắt sẽ bằng 170. Ở đây ghi 150 nhưng anh em phải cộng thêm 20.000 là nó sẽ ra 170. Nói tóm lại nó một cách đơn giản thôi là bi sắt mắc hơn bi đất 20.000. Đó là giá bao ship. Trường hợp anh em mua các phụ kiện, anh em mua ná, mua ấy, anh em muốn mua kèm bi á thì nó khác. Duy Kiều sẽ bán giá là 35.000 một ký. Ví dụ như anh em mua cái gì đó, anh em tới nhà mua, nói đơn giản vậy thôi, anh em tới nhà mua không phải gửi, không phải tốn tiền ship cho bưu điện thì 35.000 một ký bi sắt. Ok nha anh em. Hoặc là mua cái gì đó, mua kèm bi, anh em mua ná hay là mua lòng tập bắn, mua lo, mua dây, mua cái gì đó không biết, mình chốt xong rồi anh em muốn mua thêm bi 1-2 kg thì cứ tính 35.000 một ký nha. Rồi mua bi thì khi mua bi anh em sẽ tính theo cái bảng giá Duy Kiều đã ghi ra nè. Bi đất còn bi sắt thì cộng thêm 20.000. Khi mua bi rồi á là Duy Kiều đã tính cái giá bao ship theo trên này